Theo Tổng cục Du lịch, thời gian tới đơn vị sẽ triển khai nhiều hoạt động để phục hồi ngành du lịch, trong đó có việc tổ chức hội nghị toàn quốc về quy hoạch du lịch để đề xuất các định hướng giải pháp trong giai đoạn tới. Ngoài ra, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với tỉnh Ninh Bình và các địa phương liên quan về công tác tổ chức năm du lịch quốc gia 2021. Phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao xây dựng kế hoạch quảng bá du lịch, phát triển sản phẩm du lịch nhân dịp Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31 vào cuối năm nay. Tổng cục Du lịch còn phối hợp với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận liên kết hợp tác giữa hai địa phương này với các địa phương khác trong cả nước, phát huy vai trò dẫn dắt định hướng cho các địa phương trong phát triển sản phẩm đặc trưng, cơ cấu thị trường khách, chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.